Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc camera ngoài trời của hãng Vistacam. Đây là cái model mới. Và điểm đặc biệt là cái model mới này nó có cái độ phân giải lên tới Full HD. Thông thường các cái camera khác hiện nay thì đang ở mức phổ thông là HD. Tuy nhiên thì với cái mã này thì nó có cái độ phân giải là Full HD. Chúng ta có thể xem qua cái vỏ hộp một chút. Cái vỏ hộp rất là to. Và đương nhiên là cái chiếc cam này chắc là nó cũng không hề bé rồi. Bây giờ mình xem qua. Ví dụ ở trên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy mã của sản phẩm là C50S. Ở đây thì nó có thêm một số những cái tính năng về sản phẩm. Ra thì những cái này thì nó đã quá quen thuộc với các cái thiết bị của Vistacam rồi. Ok, thì bên này cũng không có gì. Hoàn toàn là không có gì. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn cho các bạn xem. Ở đây thì như các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái củ nguồn này. Sách hướng dẫn sử dụng này. Các bạn lưu ý đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái quyển sách này để tiến hành kết nối cũng như là tìm hiểu về các cái tính năng của sản phẩm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái giá kê. Cái giá kê này nó sẽ treo lên tường hoặc là treo ngược hoặc treo xuôi, đấy là tùy các bạn thôi. Và nhân vật chính của chúng ta là một cái camera đây rồi. Bỏ nó ra một bên đã. Trong hộp thì còn một cái dâu cáp. Và đây là cái vít nở. Ok, đây là toàn bộ cái phụ kiện của chiếc camera ngoài trời C50S. Vâng, và đây là chiếc C50S của chúng ta. Cái chiếc C50S này thì có một cái kích thước khá là to so với các cái phiên bản khác. Các cái phiên bản C7816 hay C7815 thì mình đã làm cái bài mở hộp rồi. Và các bạn nhìn thấy thì cái kích thước của nó cũng không đến mức quá to. Với con C50S này thì các bạn thấy nó có một cái kích thước khá là to. Đầu tiên mình sẽ quan tâm đến phần thiết kế trước. Ở phần thiết kế này thì các bạn sẽ thấy Vistacam trang bị một cái lớp để phía che chắn phía trên. Tại vì tất cả các camera ngoài trời của Vistacam thì đều đạt được cái chuẩn chống bụi, chống nước IP66. Và đây là một cái phần để che chắn nhiệt cũng như là che chắn mưa, nước để hạn chế. Nhiều bạn thì có thể hơi hiểu nhầm về cái việc mà đặt camera ngoài trời. Các bạn chỉ nghĩ là một cái camera trong nhà thì chỉ cần che chắn là nó có thể thành camera ngoài trời, nhưng các bạn nhầm nhé. Một chiếc camera ngoài trời thì cần phải đạt được mấy cái yếu tố. Thứ nhất là phải chống nước, chống bụi. Các bạn có che chắn thì nó mới chỉ có chống được nước thôi, chứ chưa chống được bụi. Chưa kể là cái khả năng chịu nhiệt nó sẽ yếu. Ngoài ra thì khi vào buổi tối ấy, thì với những cái camera trong nhà nó chỉ có số lượng mắt hồng ngoại nhỏ và ít ấy, thì nó cũng sẽ không thể nào mà soi sáng được. Ví dụ với một cái camera mà 8-10 mắt nhỏ, các bạn soi ban đêm trong nhà khá tốt, nhưng các bạn cần mang ra ngoài trời là nó có thể không nhìn thấy gì luôn. Ở đây thì nó cần phải đến những cái mắt rất là lớn để mà phục vụ cho cái việc soi ban đêm ở ngoài trời. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần ống kính đây. Đây là cái ống kính của cái camera, và chúng ta sẽ có bốn cái mắt hồng ngoại. Bốn cái mắt hồng ngoại này là loại kích thước lớn và có khả năng chiếu xạ xa tới 50m. Các bạn lưu ý ở đây là khả năng chiếu xạ tới 50m chứ không phải là nhìn rõ chi tiết ở khoảng cách 50m. Để nhìn rõ hay không thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Tuy nhiên thì cái này nó có khả năng chiếu xạ khá lớn nhờ vào cái mắt hồng ngoại kích thước lớn và một cái cảm biến. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy thêm một cái chốt. Cái chốt này thì nó để gắn cái đế và để chúng ta dựng cái cam lên để ngoài trời. Ở đằng sau thì các bạn nhìn thấy một cái phần gắn cái dâu. Cái này thì bắt buộc phải có dâu, tại vì ở đây là một cái camera wifi mà. Thì khi các bạn gắn dâu này thì nó mới có thể bắt được. Ngoài ra thì phía bên này thì sẽ có một cái tem thể hiện là đây là cái camera có độ phân giải là 1080p, nghĩa là độ phân giải Full HD. Và phía bên là có cái tem để xác định đây là cái thiết bị có thể kết nối wifi. Ngoài ra thì ở phía đầu dây này sẽ có một số những cái lỗ cắm. Ví dụ đây là cái lỗ RJ45 này. Cái này các bạn không thích dùng cam có dây thì các bạn cắm dây vào. Và nó sẽ có hai cái đèn trạng thái để báo tình trạng kết nối thông hay không thông. Phía này thì sẽ có một cái chân cắm nguồn. Và đây là cái nút key. Nghĩa là cái nút này để giúp các bạn lấy cái key để kết nối không dây. Đó. Về cái màu sắc thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái trang trí thành cái màu xanh dương. Phối với cái màu trắng này thì trông nó cũng khá là đẹp. Như vậy thì về cơ bản chiếc C50 thì mình đã giới thiệu xong. Mình sẽ có một cái clip riêng để kiểm tra cái chất lượng hình ảnh cũng như là các cái tính năng chi tiết của cái sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau.